Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin á châu Gần 80.000 đảng viên bị kỷ luật vì vi phạm điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đầu năm đến tháng 10 năm nay có gần 80.000 người đã bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 114.000 người trong đó có 7 quan chức cấp bộ và tỉnh bị khiển trách. Trong số các vi phạm hơn 30% số vụ việc liên quan đến hành vi làm sai chức trách, nhiệm vụ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội hoặc bảo vệ môi trường. Chỉ trong 3 quý đầu năm nay, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đã điều tra 2.480 quan chức cấp bộ, cục và 20.000 quan chức cấp tỉnh, huyện, 46.000 cựu quan chức cấp xã hoặc đương nhiệm. Các cơ quan thanh tra thi hành kỷ luật trên cả nước đã tiếp nhận hơn 1,28 triệu đơn tố giác và tiến hành điều tra 470.000 vụ việc. Các nỗ lực chống tham nhũng của Trung Quốc hiện được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, từ tài chính và y tế đến việc thực thi pháp luật cũng như tư pháp. Nhà chức trách Trung Quốc cho rằng việc chống tham nhũng mạnh mẽ đã trừng phạt hiệu quả các hành vi vi phạm, đồng thời ngăn chặn các vụ việc mới. Tuy nhiên, số vụ việc bị phát hiện cũng cho thấy nạn tham nhũng đã bám rễ sâu rộng như thế nào trong bộ máy hành chính Trung Quốc. Tin đến từ Nam hàng cho hay thủ đô của Nam Hàn diễn tập đối phó tấn công bất ngờ từ phía Bắc Hàn. Hãng tin Reuters đưa tin hơn 1.000 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp của Nam Hàn vào ngày 27 tháng 12 đã tham gia một cuộc diễn tập phòng vệ hiếm hoi tại thủ đô Hán Thành, mô phỏng tình huống bị phía Bắc Hàn tấn công. Cuộc diễn tập được thực hiện trong lúc tình hình căng thẳng gia tăng sau khi Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa và phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên, trong khi các quốc gia láng giềng vào tháng trước đã khôi phục một số biện pháp quân sự được nới lỏng sau thỏa thuận hồi năm 2018. Thị trưởng của Hán Thành là ông Oh Si-hun cho rằng, Cuộc tấn công của phe Hamas nhắm vào lãnh thổ của Do Thái hôm 7 tháng 10 vừa qua đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, cho thấy năng lực quân sự vượt trội không có nhiều ý nghĩa nếu như đối phương thực hiện cuộc tấn công một cách bất ngờ. Theo ông thì, thủ đô Hán Thành nằm cách khu vực giới tuyến của Bắc Hàn và Nam Hàn chỉ có 38 cây số, cho nên Hán Thành dễ bị tấn công mọi lúc. Hán Thành là trung tâm hành chính, kinh doanh và tài chính của Nam Hàn với khoảng 9 triệu 400 ngàn cư dân và 1 triệu 400 ngàn người đến đây làm việc và đi học mỗi ngày. Thị trưởng của Hán Thành có quan điểm cứng rắn chống lại Bắc Hàn. Ông cho rằng Nam Hàn phải sở hữu vũ khí nguyên tử và đó là cách duy nhất để vô hiệu hóa mối đe dọa đến từ Bắc Hàn. Tuy nhiên, Tổng thống Nam Hàn là đã loại trừ việc sở hữu vũ khí nguyên tử, Thay vào đó, việc ưu tiên giữ vững liên minh quân sự với Hoa Kỳ và khôi phục quan hệ an ninh với Nhật Bản đó mới là điều sâu rộng hơn. Cựu chủ tịch đảng cầm quyền thành lập đảng mới tại Nam Hàn Cựu chủ tịch của đảng quyền lực quốc dân cầm quyền ở Nam Hàn Lee Chun Suk ngày 27 tháng 12 tuyên bố rời khỏi đảng này và có kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới. Theo hãng tin Yonhap, ông Lee sẽ tổ chức một cuộc họp báo và giới thiệu đảng mới cũng như các kế hoạch tương lai của mình tại địa điểm ở quận Nowon, phía Bắc Seoul. Ông Lee từ lâu đã mâu thuẫn với phe chính thống trong đảng cầm quyền, gồm những người được cho là thân với Tổng thống Yoon Suk-yeol. Có thông tin cho biết việc thành lập đảng mới sẽ hoàn tất trong khoảng nửa đầu tháng Giêng và dự kiến một số thành viên của đảng cầm quyền sẽ tham gia đảng mới. Trước đó, cựu ủy viên tối cao đảng quốc lập sức mạnh quốc dân Li Chun Suk đã được bầu làm tân chủ tịch đảng này trong đại hội toàn đảng tổ chức vào ngày 11 tháng 6. Phiến quân Houthi khai thác công nghệ để theo dõi tự động nhằm tấn công các con tàu trên khu vực Hồng Hải. Các cuộc tấn công ở khu vực Hồng Hải và Ấn Độ Dương được nhóm phiến quân Houthi lên kế hoạch và được tin là có sự phối hợp của Iran, có thể sớm mở rộng sang khu vực địa Trung Hải, Iran và phiến quân Houthi đã khai thác hệ thống theo dõi tự động để xác định vị trí và tấn công các con tàu thương mại ở khu vực Hồng Hải và Ấn Độ Dương. Theo tạp chí Asia Times, hệ thống theo dõi tự động là một hệ thống theo dõi trên tàu dùng để thông báo tên, vị trí, hướng đi và tốc độ của tàu thuyền. Hệ thống này được liên kết với la bàn và thông báo về tốc độ cũng như GPS của các chiếc tàu tin tức đó sẽ được gửi tới những con tàu khác và các trạm chuyển tiếp ven biển cũng có thể được truyền tới các vệ tinh để nhờ sự trợ giúp. Khoảng 99 số tàu thuyền thương mại trên toàn thế giới sử dụng hệ thống theo dõi tự động. Hệ thống này do Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển quy định phải sử dụng bằng cách đọc hồ sơ của tàu thuyền, thì giới tình báo của Iran có thể tìm ra con tàu nào thuộc quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần của Do Thái hoặc là của nước ngoài. Sau đó, họ sẽ gắn thẻ tàu để có thể theo dõi tấn công khi những con tàu này đi vào tầm bắn của máy bay không người lái hoặc là hỏa tiễn. Nam Hàn cấm vận 8 người bắt hàng. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nam Hàn thông báo, Nam Hàn tuyên bố áp trừng phạt 8 người Bắc Hàn vì các cáo buộc liên quan đến việc phát triển nguyên tử và tên lửa thông qua buôn bán vũ khí, tấn công mạng và các hành vi trái phép khác. Quyết định được đưa ra vài ngày sau khi Bắc Hàn phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Cả Nam Hàn và Mỹ đều lên án mạnh mẽ vụ phóng là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo các nhà chức trách Nam Hàn, những người mới bị đưa vào danh sách đen, bao gồm Ri Chang Ho, lãnh đạo Tổng cục Do Thám và Yun Chol, người tình nghi đã giúp cung cấp vật liệu nguyên tử khi làm việc tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở nước ngoài. Trong bối cảnh bế tắc kéo dài tại Liên Hiệp Quốc vì các nước vẫn chưa nhất trí về cách giải quyết vấn đề Bắc Hàn, Seoul đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng một cách độc lập hoặc cùng với Washington và Tokyo nhằm tìm cách siết chặt các nguồn doanh thu của nước láng giềng. Nam Hàn đã đưa 83 cá nhân và 53 thực thể liên quan đến chương trình vũ khí của Bắc Hàn vào danh sách đen kể từ tháng 10 năm 2022. Tuy liên quan tới thị trường chứng khoán tại châu Á, các nhà đầu tư trên thế giới đang ngày càng quan tâm tới thị trường chứng khoán tại Ấn Độ sau khi thị trường này liên tiếp lập được những kỷ lục tốt đẹp theo số liệu của hãng Refinitiv, thì giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Ấn Độ đã vượt mốc 4.000 tỷ Mỹ Kim tính đến cuối tháng 11 vừa qua. Ấn Độ có hai sàn chứng khoán lớn đó là SLE và BSE. Đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán tại Ấn Độ đã giúp cho NSE vượt Hồng Kông để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ bảy trên thế giới Giá trị thị trường chứng khoán tại Ấn Độ chỉ xếp theo sau Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nhật Bản mà thôi. Trong sự nghiệp đầu tư gần 30 năm qua của mình, ông Agarwal từng chứng kiến các nhà đầu tư quốc tế quan tâm tới thị trường chứng khoán tại Ấn Độ, nhưng phần lớn là các nhà đầu tư ngắn hạn. Kể từ đầu năm cho tới nay, chỉ số Sensex theo dõi nhóm cổ phiếu của 30 công ty lớn trên sàn chứng khoán tại Ấn Độ đã tăng hơn 16%, trong khi chỉ số Nifty 50 tăng 17%. Sàn chứng khoán Ấn Độ cũng ghi nhận số vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng bùng nổ với 150 vụ trong 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, sàn chứng khoán tại Hồng Kông chỉ có 42 vụ mà thôi sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán phản ánh sức mạnh và tiềm lực của nền kinh tế Ấn Độ. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ sẽ tăng khoảng 6.3% trong năm nay. Thậm chí một số chuyên gia về kinh tế dự đoán con số này có thể sẽ lên tới gần 7%. Bị phạt hơn 27.000 mỹ kim vì bán thực phẩm trái phép ở Singapore từ Việt Nam. Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore công bố Viet Sin Grocery bị phạt 36.000 đô la Singapore vì vận hành trái phép hai kho lạnh và nhập cảng trái phép một số sản phẩm thịt và hải sản từ Việt Nam giấy phép kinh doanh của Viet xin grocery tại Singapore từ năm 2020. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore, công ty này đã ba lần vi phạm việc vận hành kho lạnh và nhập cản trái phép một số sản phẩm thịt và hải sản từ Việt Nam. Mới nhất, khoảng 37 kg sản phẩm thịt các loại đã bị phát hiện, đang phân phối tại một cửa hàng tạp hóa ở Woodlands. Hai kho lạnh và cửa hàng tạp hóa nói trên đều do công ty Việt Sinh điều hành. Các sản phẩm nêu trên được xác nhận là nhập cảng từ Việt Nam, không có giấy phép nhập cảng hợp lệ và có nguồn gốc chưa được công nhận. Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore đã thu giữ toàn bộ tang vật. Theo quy định của Singapore, các doanh nghiệp nhập cảng thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý thực phẩm Singapore và được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Mỗi lô hàng phải khai báo và kèm theo giấy phép nhập cảng hợp lệ. Nếu doanh nghiệp nhập cảng, chế biến trái phép các sản phẩm thịt từ nguồn cung không được cấp phép hoặc tàn trữ sản phẩm thịt để bán, nhưng không có giấy phép hợp lệ sẽ bị phạt lên đến 75.000 Mỹ Kim, có thể ngồi tù tới 3 năm, tùy mức độ vi phạm. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.